cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi và sau đây các phần tin liên quan đến Việt Nam. Kính thưa quý vị, tin từ Việt Nam cho biết là một bác sĩ Việt Nam đã bị chỉ trích chỉ vì tiền. Cha mẹ của ngôi sao Judo Scotland đã gặp nạn, bức xúc về cung cách đối xử của các bác sĩ tại bệnh viện ở Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo ở gần bệnh viện Western General tại Edinburgh, nơi Stephanie English vừa được đưa về đây điều trị. Ông Robert English mô tả điều ông gọi là tại Việt Nam thì cái gì cũng phải có tiền. Điều mà bác sĩ làm đầu tiên là đưa cho chúng tôi xem phim chụp và nói là không có cơ hội đâu. Tôi mới hỏi là không có cơ hội nghĩa là thế nào? Thì họ nói là không có bảo hiểm. Chúng tôi mới bảo là đừng có lo về tiền, chúng tôi sẽ trả. Nhưng họ chẳng bận tâm và cứ chỉ nhìn vào phim chụp mà thôi. Bác sĩ tại Bangkok nói với chúng tôi rằng con tôi cần phải được phẫu thuật và phải di chuyển ngay lập tức. Trong khi đó, các bác sĩ tại Việt Nam thì không tin là giải phẫu phải cần phải phẫu thuật. Họ nói là không không không, cần phải phẫu thuật đâu, dùng thuốc là được rồi. Thế rồi các bác sĩ cãi cọ nhau, có bác sĩ bảo nếu mà di chuyển con tôi đi thì sẽ bị chết. Trong khi một bác sĩ khác lại nói nếu không di chuyển đi thì sẽ chết. Chúng tôi bị kẹt trong tình thế là không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ ở trong tâm trạng lo lắng tới như vậy và khóc nhiều như vậy. Và phải mất rất nhiều thời gian thì nước mắt mới ngưng chảy. Cô Stephanie English, 27 tuổi, bị chấn thương sọ não trong vụ tai nạn hôm 10 tháng 5 ở Việt Nam khi đang trên đường đi dạy tiếng Anh ở thành phố Hạ Long. Cô được đưa từ Việt Nam sang một bệnh viện ở Bangkok điều trị trước khi được đưa về Scotland vào đầu tuần này. Hàng ngàn người đã quyên góp được hơn 300.000 bảng Anh để trả viện phí cho Stephanie, ước tính vào khoảng 2.000 bảng một ngày. Tại cuộc họp báo, cha mẹ cô Stephanie cảm ơn bạn bè và những người đã quyên tiền ủng hộ cứu chữa cho cô Stephanie. Nếu chúng tôi không có số tiền này và sự ủng hộ của mọi người, thì nói thật là Stephanie không thể được điều trị và chúng tôi không thể đưa cô tới một bệnh viện tuyệt vời ở Bangkok, nơi cô được chăm sóc hết sức chu đáo. Trước đó, người phát ngôn viên của gia đình viết trên trang Save Steph do những người bạn của Stephanie lập ra trên Facebook. Tôi cũng đã đọc tin về một thanh niên Anh đã thiệt mạng ở Việt Nam khi leo núi vì làm những điều anh yêu thích. Tôi thật đau xót cho gia đình và bạn bè của cậu, rằng họ không thể tìm được cậu sớm hơn để cứu mạng sống quý giá của cậu ấy. Bản tin vừa rồi của chị đọc lên đó, chúng ta biết thì cái cô vận động viên này cổ đã đi qua Việt Nam, cổ dạy tiếng Anh ở tại miền Bắc Việt Nam, tức là ở tại Hạ Long. Thì trong qua cái sự tai nạn của cô, khi cô bị tai nạn giao thông ở trên đường á, nhưng mà cái điều mà làm cho mình cảm thấy mình rất là quê khi mà mình là người Việt Nam được biết đến trong cái chuyện này, khi hồi sáng này đó, có cái anh bạn Mỹ, ảnh mới nói, ảnh đọc cái tin ở trên đài BBC, họ đăng bằng cái bản tin tiếng Anh, rồi sau đó thì họ có đưa lại đó, thì có một số người họ chia sẻ ở trên Facebook mà bên phía tiếng Anh đó, tức là những cái người bạn của cô á, họ chỉ trích các bác sĩ Việt Nam, họ nói rằng cái bệnh viện Việt Nam sao kỳ cục quá, họ không có hiểu được. Thì riêng đối với người Việt Nam mình á, thì mình cũng hiểu là cái cách của các bệnh viện ở trong Việt Nam rồi, thì mình cũng không có lạ gì. Nhưng mà cái vấn đề mà mình thấy là cái cách mà đối xử đó, trong khi đó chỉ có cách ở bên Việt Nam một tiếng bay thôi, họ đi qua, họ đưa cái cô này đi qua bên Bangkok để được điều trị đó, là cái bệnh viện bên đó họ đã điều trị rất là tận tâm và họ được cảm thấy mọi người trong gia đình cảm thấy hài lòng và họ có cái lời khen. Trong khi đó, trước khi cái lời khen cái bệnh viện tại Bangkok á, thì họ nói rằng ở bệnh viện Việt Nam các bác sĩ Việt Nam làm việc rất là tắc trách. Người thì nói rằng là cần phải điều trị, người nói là không cần phẫu thuật, tức là không biết gia đình làm cho gia đình của cô phải nói là không có biết là nghe lời theo kiểu bác sĩ nào luôn. Mà chúng ta cũng biết là cái nền y học ở tại Việt Nam hay là cái cách làm việc, cung cách làm việc của bác sĩ ở tại Việt Nam thì từ trước đến giờ thì cũng rất là bị nhiều chỉ trích và đặc biệt là đối với người dân ở trong nước. Nhưng mà đến khi qua cái con mắt của một cái người nước ngoài đó thì đôi khi mình cảm thấy mình, nếu mình là người Việt Nam thì mình cũng cảm thấy có cái phần hơi bị quê một chút thưa chị. Hơi bị xấu hổ một tí. Dạ, mình thấy xấu hổ một tí á. Dạ, về cái chuyện đó. Và kính thưa quý vị, sau đây thì đến bản tin kế tiếp có liên quan đến các đời tổng thống của Mỹ và các cuộc chạy đua ứng cử viên vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ nhưng có liên quan đến Việt Nam. Chúng ta cũng biết là bà Hillary Clinton, Donald Trump và các quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai. Mối quan hệ song phương Việt-Mỹ đã đi được một chặng đường dài, đặc biệt sau chuyến công du lịch sử của Tổng thống Barack Obama.
mối quan hệ này sẽ như thế nào dưới thời của Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới. Trong giai đoạn đầu tiên, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm cách xoa dịu căng thẳng và xây dựng lòng tin. Sự kiện này đánh dấu quá trình là tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam vào năm 1994 và chuyến công du Hà Nội của Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000. Trong giai đoạn 2, dưới thời của Tổng thống George W. Bush, hai nước xây dựng nền tảng quan hệ đối tác vào năm 2007 sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Việt Nam được hưởng quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn, tức là Permanent Normal Trade Relation với lại Hoa Kỳ, viết tắt là PNTO với lại Hoa Kỳ. Ngoài những cái thương mại, hợp tác quân sự và an ninh cũng được tăng cường, thì cụ thể là năm 2005, Hoa Kỳ đào tạo nhiều sĩ quan quân đội cho Việt Nam. Vào năm 2007, chính quyền của Tổng thống Bush nới lỏng luật chuyển giao vũ khí quốc tế, tức là ITAR, cho phép xuất khẩu một số mặt hàng quốc phòng không gây chết người cho Việt Nam. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ phát triển quan hệ đối tác đầy đủ hơn và sâu hơn dưới thời nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, đặc biệt là kể từ khi Mỹ tiến hành chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, thì Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng trong chiến lược tái cân bằng của Tổng thống Mỹ. Mỹ đã phát huy vai trò của Việt Nam trong quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, một hiệp định thương mại chiếm khoảng 40% GDP của thế giới. Ngoài ra, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, khu vực mà Trung Quốc có những hành động đòi hỏi chủ quyền ngày càng quá đáng. Trong bài phát biểu gần đây của ông tại Hà Nội, thì ông Obama đã cảnh báo là chống lại mọi nỗ lực của các cường quốc lớn hơn để bắt nạt những các nước nhỏ hơn. Để khẳng định lời nói này, Washington đã tăng cường xuất hiện trong vùng Biển Đông nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và cam kết cải thiện năng lực hàng hải của đối tác như là Việt Nam, với quyết định là dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam. Nếu bà Hillary Clinton được bầu làm tổng thống, thì có nhiều khả năng là cựu đệ nhất phu nhân sẽ tiếp tục cách tiếp cận của Tổng thống Obama với Việt Nam và thậm chí có thể là tăng cường cam kết của Washington với Hà Nội. Không chỉ từng giữ chức ngoại trưởng mà bà Hillary Clinton là chính trị gia dày dặn kinh nghiệm ngoại giao trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại. Đặc biệt trong mối quan hệ với Việt Nam, bà đã đến Việt Nam trong vai trò đệ nhất phu nhân cùng với Tổng thống Bill Clinton trong chuyến công du vào năm 2000. Về vấn đề kinh tế thì bà Hillary Clinton rất có thể sẽ tìm cách mở rộng các thỏa thuận thương mại của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khi còn giữ chức ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà đã đưa ra nhiều dấu hiệu ủng hộ các cuộc đàm phán TPP. Trong bài diễn văn năm 2012 tại Singapore, thì bà đã nhấn mạnh đến những tiềm năng của hiệp định TPP, hạ thấp các rào cản thuế quan và nâng cao tiêu chuẩn và thúc đẩy tăng trưởng lâu dài trong khu vực. Sau khi hiệp định TPP được ký kết vào tháng 2 2016, thì bà Hillary Clinton phản đối nhiều chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, hành động này có thể đơn giản chỉ là một thủ thuật vận động tranh cử trong bối cảnh chính trị Hoa Kỳ phản đối tự do thương mại. Căn cứ theo quan điểm trong chiến dịch tranh cử, rất có nhiều khả năng một tổng thống như bà Hillary Clinton sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại đối với Việt Nam và thúc đẩy đàm phán các tranh chấp liên quan đến Biển Đông tại các tổ chức đa phương như là ASEAN, tăng cường năng lực hàng hải và quân sự của các đối tác quan trọng như là Việt Nam, buộc Trung Cộng phải tuân thủ bộ quy tắc ứng xử về hàng hải và mạnh mẽ duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Nhưng nếu tỷ phú Donald Trump được bầu làm tổng thống, sẽ có rất nhiều bất ngờ xảy ra. Ông là một ứng cử viên độc đáo cho chức tổng thống Hoa Kỳ. Đây là chiến dịch đầu tiên của ông trong một chức vụ chủ chốt của nhà nước. Đối với Việt Nam và rộng hơn là châu Á-Thái Bình Dương, có ít nhất 4 lĩnh vực mà Donald Trump, nếu được bầu làm tổng thống, sẽ điều chỉnh lại trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thứ nhất, về vấn đề thương mại, ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa luôn phản đối các hiệp định tự do thương mại. Nhà tỷ phú này kịch liệt phản đối TPP và cho rằng là một thỏa thuận khủng khiếp, chủ yếu mang lại lợi cho Trung Quốc chứ không phải cho Hoa Kỳ, mặc dù Trung Cộng không tham gia vào TPP. Ông Donald Trump cũng nghi ngờ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và chỉ trích tư cách thành viên của Trung Cộng trong tổ chức này để hỗ trợ cho các công ty Hoa Kỳ và người lao động phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng. Tỷ phú người Mỹ cam kết thực hiện một loạt biện pháp trả đũa chống lại Trung Quốc vì thao túng tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước và đánh cắp những cái sở hữu trí tuệ.
Kiểu lý luận này được ứng viên Đảng Cộng Hòa áp dụng cho tất cả các nước châu Á khác mà Hoa Kỳ có trao đổi thương mại, trong đó có Việt Nam. Thứ hai, ông Donald Trump đã chỉ trích vai trò của hệ thống đồng minh của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Thứ nhất là từ khối NATO đến Thái Bình Dương. Và ông cho rằng các đồng minh đang mất cân đối và phải chuyển giao một phần gánh nặng cho phía Mỹ. Thậm chí nhà tỷ phú còn cho rằng Hoa Kỳ nên bỏ rơi đồng minh nếu chi phí quá tốn kém cho cường quốc số 1 thế giới. Điển hình là phát biểu là nên cân nhắc để Nhật Bản và Nam Hàn tự phát triển vũ khí hạt nhân để giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Thứ ba, ông Donald Trump tuyên bố sẽ không can thiệp vào các cuộc xung đột mà không đe dọa trực tiếp an ninh đến nước Mỹ. Ông đã chỉ trích nặng nề việc Mỹ đã can thiệp vào Iraq, vào Libya là sai lầm và tác động đến lợi ích của người Mỹ. Ông Donald Trump đã không đưa ra một quan điểm rõ ràng về vùng Biển Đông, nhưng cho rằng nước Mỹ không phải là một bên đòi hỏi chủ quyền trực tiếp nên ông thể hiện quan điểm riêng. Cứ để cho các nước như Việt Nam, Philippines tự bảo vệ lợi ích của họ. Thứ tư thì ông Donald Trump nghi ngờ về vai trò người bảo trợ của Hoa Kỳ trong trật tự thế giới tự do. Kể từ khi sau Thế chiến thứ hai, nước Mỹ đã can thiệp vào công việc chung của thế giới như là phát triển các tổ chức quốc tế, duy trì quyền tự do hàng hải, phát huy các giá trị dân chủ và trở thành trọng tài trong các cuộc xung đột quốc tế. Chưa chắc với chính sách người Mỹ là trước hết. Ứng viên Donald Trump sẽ tiếp tục di sản này của Mỹ. Chỉ riêng yếu tố này đã cho thấy tương lai không chắc chắn của chính sách quan hệ quốc tế của Tổng thống Donald Trump. Ngày 8 tháng 11, 2016, dù ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton được người dân Mỹ bầu làm Tổng thống, thì sự lựa chọn này sẽ có nhiều hiệu quả đối với Việt Nam và cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một tin khác có liên quan tới Việt Nam là một nhà ngoại giao Việt Nam say rượu lái xe gây tai nạn ở Ấn Độ. Một nhà ngoại giao cấp cao thuộc Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ đã gây tai nạn với chiếc xe của Đại sứ quán chiều ngày 12 tháng 6. Báo chí Ấn Độ hôm 15 tháng 6 cho hay vị bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam đã đâm xe vào một chiếc xe khác rồi đâm tiếp vào tường một ngôi nhà ở khu vực Nam Delhi. Bà Aarti Gupta, 42 tuổi, là người dân có chiếc xe bị hư hại vì vụ tai nạn. Bà nói nhà ngoại giao Việt Nam đã say rượu và thậm chí không đúng nổi hay là nói năng gì cả. Tên của nhà ngoại giao không được tiết lộ. Cảnh sát đã lập hồ sơ về vụ tai nạn nhưng không kiểm tra y tế và bằng lái vì ông có quyền miễn trừ ngoại giao. Cảnh sát cũng nói rằng nhà ngoại giao có vẻ như đã say rượu và hầu như không nói nên lời. Vì vụ việc có liên quan đến giới ngoại giao nên cảnh sát Delhi sẽ gửi báo cáo lên Bộ Ngoại giao. Theo luật hình sự của Ấn Độ, người bị kết án về tội lái xe ẩu có thể sẽ nhận mức án tối thiểu là 6 tháng tù giam hoặc bị phạt tiền. Vừa rồi là các phần tin tức liên quan đến Việt Nam đã chấm dứt chương trình tin tức của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày yên bình, một đêm an giấc và xin chào tạm biệt. Xin hẹn vào ngày mai.